Người ta dạy có câu: không nên nói lý với kẻ sai, không nên bắt tay với kẻ xấu, không nên chiến đấu với kẻ liều, và không nên nói nhiều với người ngu. Và bữa nay cũng vậy, em cảm nhận thấy rằng từ đầu giờ mình cũng sai nhiều thứ. Mình sai khi mình cãi lý với những người đấu tố mình, và mình cảm thấy không hạnh phúc khi mình dành thời gian vô bổ cho họ. Nếu như em chợt nhận ra cái chân lý, nếu như rằng họ tốt với mình, họ thương mình, họ vì mình mà làm tất cả, thì mình cũng hy sinh vì họ, nó cũng đáng. Trong cuộc sống này mình để tâm tới họ thì cũng nên, tại vì mình đang để tâm tới một người có đức. Mình đang để tâm và thương cảm và quan tâm tuyệt đối đến những người thương mến mình, làm những việc có giá trị và có lợi ích cho mình. Nên ở đời người ta thường hay nói đó, hơi đâu quan tâm thiên hạ. Thiên hạ đâu có cho cân gạo nào cho mình ăn, thiên hạ đâu có nuôi sống mình, thiên hạ đâu có cho áo quần mình mặc. Vậy mà tại sao mình phải vì những lời thị phi của thiên hạ để mình sửa đổi theo thiên hạ, theo ý mà thiên hạ muốn, rồi để có cái kết cục cuối cùng cũng không vừa lòng thiên hạ. Mình sống không bao giờ vừa lòng thiên hạ đâu quý vị à. Nên hôm nay em nhận ra cái chân lý đó, nên em dành cả mọi tâm tư lên đây, và cũng như chia sẻ tới mọi người một lời chân thành đến từ một cụ ông, đến từ vùng đất miền Tây sông nước, gạo trắng nước trong Cần Thơ, cũng chia sẻ tận đáy lòng cho mình để cho mình hiểu. Và ông ấy cũng nói lên là với cương vị mình là một người dân, mình thể hiện tiếng nói của lòng dân để gửi tới cộng đồng, để chúng ta cùng nghe, cùng nhận xét mọi vấn đề. Bởi vì mình dành thời gian đó để mình đi làm những chuyện có ích cho chính mình là đầu tiên, cho người thân của mình là thứ hai, rồi có giá trị cho xã hội khi mọi người nhìn vào là cái chuyện thứ ba. Chứ tội lệ gì cuộc đời này nó ngắn mà mình phải đi làm hay là đi dành cả thanh xuân để đấu tranh với những thứ hoàn toàn không mang lại một cái lời lãi gì cho mình cả. Thì cái điều này nó có xứng đáng để quý vị tốn cả một thời gian tuổi thanh xuân như vậy để tranh luận không? Tất nhiên là suy đi nghĩ lại thì chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng mình sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Mình mất thời gian về những thứ không hề có giá trị dù chỉ là 1.000 đồng. Nếu như đem tiền bạc cuộc sống ra mà nói cũng không có mang lại lời lớn gì cả. Còn mang đạo pháp ra mà nói thì cũng không mang lại một chút phước đức gì trong đó, thì đâu có ý nghĩa gì cho chúng ta đâu. Nên mới nói rằng là kể từ hôm nay thì con sẽ chia sẻ những cái gì mà nó ý nghĩa trong cuộc sống, cũng như những cái tốt đẹp nhất của bé Tường Lam đã mang lại cho cuộc đời này. Đó mới chính là cái tốt và cái đẹp, là cái giá trị để cho bà con mình cùng thấy, cùng hưởng thụ. Người làm theo nó cũng gia tăng cái phước đức. Tại vì phước đức và cái chuyện làm tốt ở cuộc đời này mình cần nhân đôi. Cũng như nhà nước cũng vậy, đưa lên một thông tin thời sự nào thì được ưu tiên đưa lên tuyên dương những cá nhân, những đơn vị tiêu biểu làm những việc có giá trị cho xã hội. Có phải như vậy không cô chú? Còn nói về cái chuyện tu thì mình dành thời gian cả đời này để tu còn chưa thành nữa, sao mình không tranh thủ? Bởi vì con thấy con sai nhiều thứ, rất là công tư phân minh. Mình sai thì mình nhận, mình không có đủ thừa tại cái này bị cái kia gì cả. Nên bữa nay con nhìn lại, con chia sẻ với tất cả mọi người để chúng ta cùng nhau hướng tới cái chuyện khác đi quý vị. Thì quý vị ủng hộ con thì chúng ta hãy cùng nhau bắt tay để làm một cái việc khác tốt đời đẹp đạo hơn. Mình dành trọn thời gian cho mình đi, để mình còn lo cho bản thân mình nữa. Chứ bây giờ mình lo cho họ để được cái gì, trong khi họ đâu có thương mình đâu. Mà mình phải bận tâm, mình phải để lòng, mình phải ngày đêm vắt óc vắt não để ngồi đối thoại với họ, rồi cuối cùng
người thiệt thòi vẫn là chính mình. Nếu như ngày nay họ biết thương mình, trong cuộc sống này cũng vậy, thôi cái người đó thương con dữ lắm, cái người đó làm những cái chuyện tốt cho con, thì con nên suy nghĩ và quan tâm người đó chút xíu. Trong gia đình mình hay khuyên bảo con cháu vậy đó, thì có phải cái lý đúng không? Hay là thôi con ơi, những người đó là không có lo gì cho con, họ còn ghét con nữa, không mang lại giá trị và lợi lạc, rồi cũng đâu có ân nghĩa gì với mình đâu, mà mình phải bận lòng vì họ. Trong khi cuộc sống mình lại bỏ bê, mình không lo. Thôi thì từ bữa nay mình sẽ quan tâm cái chuyện có ích cho cuộc đời này hơn ha cô chú. Thì con kính chúc mọi người, chút xíu nữa mình sẽ nghe một cái đoạn của một cụ ông rất là lớn tuổi, đọc rất là chậm rãi, nhưng mà mang tiếng nói của một lòng dân, một người dân bình thường. Cũng lớn tuổi rồi nên có phần là đọc chữ hơi chậm chút xíu, nhưng mà quý vị thông cảm, tại vì tuổi già sức yếu thì mình tôn trọng người lớn, mình nên nghe và nên lắng nghe thật sự. Rồi tại sao mình phải dành thời gian để mình trau dồi cái đạo đức, trau dồi cái việc tốt? Bởi vì việc tốt sẽ mang lại cho chúng ta kết quả tốt, còn việc xấu sẽ mang lại cho chúng ta kết quả xấu. Nó rõ ràng ra, kể cả học sinh, trẻ em đủ nhận thức, đủ biết ăn biết nói, cũng biết rõ ràng cái chuyện thiệt hơn. Người ta nói rằng mất 10 năm để trồng cây, nhưng muốn trồng người thì phải mất tới 100 năm, chưa trồng được. Có những người 80-90 tuổi, ở Việt Nam mình vẫn phạm tội bị luật pháp đưa vào tù. Sau cuộc đời mình nhìn vào đó, mình không thấy cái hậu quả. Nếu như trong đời này mình sống không có ích cho xã hội, đó là những tấm gương đi trước cho thế hệ mai sau nhìn vào. Trong cuộc sống này thể hiện tất cả mọi thứ trên đời, mà chỉ tại chúng ta thường hay không quan tâm. Chúng ta thường thấy ôi chuyện của ai không phải của mình, dẫu rằng mình biết trước mặt mình đó, mà mình chưa từng động não, chưa từng suy nghĩ. Nếu như người có tri thức, người có hiểu biết, người ta sẽ nhìn vào đó, người ta nói à, mình phải lo cho con cái của mình thiệt là tốt. Mình phải lo cho con cái của mình từ cái buổi ban đầu, nó phải biết ăn nói lễ phép nghiêm trang, nó phải biết cái đúng cái sai, cái lịch sự, từ những cử chỉ cho đến hành động và lời ăn tiếng nói, để mai này ra cái cuộc đời không có bị thiệt hơn, không có bị người đời chê bai, không có phạm tội gì, không có lỗi gì với nhân loại. Thì cái đó sao mình không suy nghĩ lại? Bữa trước con nói một câu mà thấy người trước để trùng nhân xấu, còn cái gì mà đấu với châm, chuông treo như sợi chỉ mành, có gì bền bỉ mà đành xưng dương, đời có ghét có thương có giận, âu cũng tùy nào bận chi tôi. Nhưng mà nhắc nhở để chúng ta cùng biết được cái chân lý cuộc sống. Rồi điển hình là bữa nay, không cần dạy, không cần biểu, không cần phải khó khăn dặn dò thầy cô ơi dạy nó giùm tôi, nó có sai đánh đòn roi nó giùm tôi để về nhà, để cho nó ngoan ngoãn, tại vì ở nhà nó hư lắm, nó ăn nói sổ sàng lắm đó. Thì chúng ta thấy đó, bé Tường Lam có cần phải dặn vậy nữa không? Một câu cũng mô Phật, hai câu cũng niệm Phật. Cho dù ra đường người ta hỏi bé Lam ơi, nó không dạ, nhưng mà ít ra nó cũng mô Phật, nó cũng không phải là trả lời câu ơi ngang tàn ngang bước. Rõ ràng là đỡ cho thầy cô về mặt giáo dục này không? Một câu đờn văn vẳng bên tai, khi học đường ai ai cũng học qua, là trẻ em hôm nay và thế giới ngày mai. Thời sự chưa thường hay nhắc hoài khi nói về các em thiếu nhi. Thì muốn hướng tới một thế giới ngày mai tốt đẹp thì trẻ em hôm nay phải được đào tạo bài bản,
miễn sao đạo chuyện đạo đức làm đầu, thì có phải một thế giới an lạc hòa bình sắp hướng tới không? Thì điển hình là hai khía cạnh vừa phân tích, mình thấy cái nào nó có lợi hơn giữa một đứa đa phần 99% là ngày nay cha mẹ quăng cái điện thoại đó cho con mình bấm chơi, hay là không quăng, có cấm cách mấy cũng tìm cách để chơi game, tìm cách để bấm điện thoại để coi cái này coi cái kia, rồi tiếp xúc mạng xã hội quá sớm, như thế này như thế nọ, tiếp xúc mạng xã hội quá sớm. Quý vị sẽ bàn lại rằng bé Tường Lam sao cũng lên video, nhưng người ta lên video nhưng hành động người ta là cái gì? Người ta cầm cái chiếc điện thoại, nhưng quan trọng là người ta nói những lời đạo đức, khuyên bá tánh, ăn chay niệm Phật, khuyên mọi người làm việc thiện lành. Một câu mô Phật, hai câu niệm Phật, ba câu tụng kinh, bốn câu nói lời đẹp, chứ có chơi game không? Có coi những thứ đồi trụy của xã hội không? Điều này mình phải hiểu rõ. Rồi nhắc lại những câu chuyện đấu tố lẫn nhau trong thời gian qua, thì bữa nay họ muốn nói gì họ nói. Lời nói của cụ ông sắp tới sẽ cho chúng ta biết tất cả giá trị của cuộc đời này. Thì họ có quyền tự do ngôn luận. Nếu như một mai họ sai thì pháp luật sẽ vào cuộc với họ, chứ cũng đâu có phải vào cuộc với mình. Mà hà cớ gì mình phải biện hộ, mình biện minh. Và nếu như trong cuộc đời này mình sai thì mai này pháp luật sẽ tìm tới mình. Đó là quy luật tự nhiên, có dây có trả ở cuộc đời. Và suy đi nghĩ lại thì họ không có dòng họ gì với mình. Họ chỉ có những lời cay tiếng nghiệt thôi. Thì đó là họ gieo, chứ mình không có nhận. Xem như cuộc đời này từ bi, mình phải học theo bé Tường Lam. Ai nói gì mình cũng quan hỷ. Con vật nó có làm cái gì mình cũng quan hỷ hết. Mình phải làm mọi thứ để trau dồi và sửa mình. Tu là sửa, tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, dậy thì mới mau. Mình hãy dành tất cả mọi thời gian quý báu để làm những việc có ích cùng con nha cô chú. Con tin là mọi người cũng sẽ hiểu và cũng sẽ đồng hành. Bởi vì cuộc đời này ngắn lắm, sự sinh sự tử thành linh, trời kêu là dạ, đăng trình thế thôi. Mình không còn nhiều thời gian, nên mỗi một phút một giây trôi qua cũng là rất quý báu. Con trân trọng những giây phút mà mình ngồi nói chuyện bên nhau như thế này, để mình cùng nắm tay nhau, giống như cái bài hát nói vòng tay lớn từ Bắc vào Nam, trong vào ngoài nước, để mình cùng thực hiện những cái chuyện gì được mang lại giá trị và đạo đức nhất có thể. Chứ đừng dành thời gian vô bổ, để một mai này khi cái giây phút nhắm mắt xuôi tay mình cũng không phải hối tiếc, bởi cuộc đời này cho mình quá ngắn. Hay là ước gì ngày đó tôi đừng dành thời gian làm cái chuyện đó, để tôi làm được cái chuyện kia rồi tôi còn nhiều chuyện, nhiều ước mơ còn dở dang. Có nhiều người sẽ hối tiếc như thế, tại vì cái tuổi trẻ mình không làm, mình mãi rong chơi hay là tham gia những cái gì phí thời gian quá, rồi mai này tới cái giây phút xế chiều mình ngồi mình nhớ lại, mình nói rằng phải chi hồi đó mình đừng làm cái đó ha, mình dành thời gian cho cái này thì giờ mình ngon rồi, bây giờ làm không kịp nữa rồi. Có những người thì giây phút cuối đời, giây phút lâm chung cận kề cái ngày xa lìa thế giới, nói biết vậy ngày đó mình đừng có làm cái chuyện mình tranh cãi với họ để làm cái gì, để thời gian đó mình đã xây dựng biết bao nhiêu cái chuyện tốt, giờ thấy tiếc quá, không còn thời gian nữa, giờ để cho tụi trẻ nó làm. Giờ ngồi khuyên tụi trẻ nó có nghe không? Cũng tùy người nữa. Nên chúng ta có một cơ hội để làm việc đạo đức, có một cơ hội để làm một người tốt, có thời gian để làm việc thiện lành khi từ khi còn trẻ. Thì hôm nay con nhận ra điều này, tính ra là con cũng còn sớm. Sở dĩ thời gian qua con quan tâm và con đấu tố với họ không phải vì là con ghét họ. Nếu như trong cuộc sống này mình ghét nhau, mình nói câu thôi mày làm gì kệ bà mày đi, liên can gì tao đâu, mày chết kệ mày, nói câu dân giả miền Tây người ta thường hay bảo vậy đó.
Còn miền Bắc có những câu khác, nhưng mà con nghĩ là ý nghĩa nó cũng như nhau thôi. Chẳng qua mình còn thương họ cũng là con người giống mình, thương họ cũng là người Việt Nam, con rồng cháu tiên, chung nòi giống. Đúng không quý vị? Khi bản thân mình biết suy nghĩ, có cơ hội được sống, được làm người, mình biết suy nghĩ việc đúng, việc sai, mắt mình nhìn thấy việc trái, việc phải, mũi mình ngửi được mùi hôi, mùi thơm, miệng mình ngấm được vị đắng và vị ngọt, mình biết được phân biệt rõ ràng. Còn có những người ta u mê, ta không phân biệt được nên mình buồn, đôi khi mình cũng tức, mình tức rằng tại sao họ cũng là người như mình mà họ không hiểu được cái giá trị đó, nên mình muốn bào chữa. Giống như hai người tranh cãi với nhau về một vấn đề, tại sao tao hiểu mà mày không hiểu, tao phải ngồi đây tao giải thích cho mày hiểu, mày là bạn tao hay tôi không hiểu, và tại sao là tôi hiểu mà anh không hiểu. Chính vì cái lẽ đó nó mới gây nên sự tranh cãi, nhiều sự tranh cãi và tranh luận ở cuộc đời này. Tại vì người ta còn thương mình nên còn quan tâm. Giống như cha mẹ thương con cho roi cho vọt, còn ghét là cho ngọt cho bùi. Ý nghĩa nó giống nhau như vậy đó cô chú. Đó là chân lý, không sai vào đâu được. Thì từ hôm nay, nếu như mà ví dụ như một ngày nào đó cha mẹ mình dạy mình mà không được, cha mẹ mình nói rằng thôi nó làm gì kệ nó đi, nói như đàn gãy tai trâu nước đổ lá mưa, nói làm gì nữa, thôi kệ mày, không quan tâm. Lúc đó là ta hết tình hết nghĩa rồi đó. Thì trong cuộc sống này con cũng khuyên quý vị giống vậy đi. Chứ giờ mình nói gì nữa giờ. Dạy con từ thở còn thơ, dạy mẹ từ thở bơ vơ mới về. Mà trong ngày hôm nay xã hội này chúng ta chia sẻ được cho họ cái gì nữa, khi họ cũng thậm chí lớn tuổi hơn chúng ta, già hơn chúng ta hơn nửa đời người, gần cuối đời, thì liệu che già như thế chúng ta có còn uống nắng gì được nữa không? Mình không phải dạy họ, mà đây là mình chia sẻ họ. Kết cục như thế thì chúng ta chỉ có thể là hai chữ bó tay. Mà bó tay thì thôi, mình hãy làm việc có ý nghĩa đi, đừng dành thời gian vô ích, phí công vô ích. Câu nói đó là có thật. Và bây giờ con kính mời cô chú cùng nghe một sự chia sẻ đến từ một người đặc biệt, đến từ vùng đất Cần Thơ của miền Tây. Dạ rồi ạ, à, con mở rồi ạ. Hôm nay là ngày 21 tháng 4, vào lúc 1:30 Dạ. nhằm ngày 13 tháng 3 âm lịch. Dạ. Tôi là Lê Thanh Quế, bình luận về nhà ủng hộ bé Tường Lâm và kinh đây đó Cà Mau. Dạ, bác cứ nói đi ạ. Câu chuyện bé Tường Lam 6 tuổi là trong cái giai đoạn là tôi nhiệt tình ủng hộ bé Tường Lam. Bé Tường Lam ra đời để giúp dân nghèo, giúp con người có đạo đức sau này. Ai phẫn nộ thôi bắt bé Tường Lam là người đó không biết gì của trời đất tạo hóa để lập đời trở lại sẽ đến nay mai. Dạ. Bao lời gửi đây đó Cà Mau để biết đừng trách họ. Dạ. Có họ bôi bác nhiều là tốt, để sau này đúng sai biết rõ nay mai. Tạo quá hôm nay chưa hiểu là đúng hay sai. Dạ. Bao lời nói lên để anh em cô chú bác hiểu sự thay
đổi cấp trời đất, cấp thời trời đất. Ai hung ai ác, ai tham tham lam, ai nhân nghĩa đạo đức, chín người mười ý thì đâu có ai giống ai. Câu nói đó để là thể hiện trên sách vở. Bác cứ nói đi bác. Nghe đây đó, Cà Mau nói về Trường Lam và các anh em khác như Châu Phú hay là Trọc là dạ Bình Dương, tôi luôn luôn ủng hộ kinh đó, kinh đây đó Cà Mau. Tiếng nói của tôi nói lên để phân minh thời thế hôm nay. Anh em trong nước và ngoài nước, cả thế giới biết, tôi chân thành coi như cảm ơn là bé Thường Lam đã là tạo thế gia giúp đỡ cho dân nghèo và những người là biết đạo đức, để sau này là coi như là niệm Phật, là tu giống là như bé Thường Lam như vậy đó, là trên đời rất quý. Tôi là người công dân, là chỉ nghe trên mạng dòm mạng đồ, nhưng mà những người phản độ tôi thấy tôi bực bội quá, tôi không có dịp nói. Hôm nay tôi mà được biết là tôi kể lên cho anh em là nghe, để trong cái sự việc hiểu biết sau này. Tôi bao lời là nói lên như thế, cảm ơn anh em rồi, bao nhiêu đó là đủ rồi đó. Khu vực Long Châu, phường Tân Lập, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bác ở Cần Thơ. Vậy đó. Con cũng có đôi lời con gửi tới bác, là con xin cảm ơn những đóng góp của bác cho cộng đồng cùng nghe ngày hôm nay. Rồi con kính chúc bác sức khỏe, tại vì cuộc đời này là mình, đối với con là sống là để làm việc đạo đức, và con chia sẻ những gì cho cộng đồng ngày hôm nay là để bảo vệ những gì là đạo đức, cũng như là những hành động bé Tường Lam đã làm khi có ích cho cuộc đời này. Đó, như vậy đó là rất hay đó. Nhưng bây giờ đừng có trách người ta nữa, kể cho ta nói gì ta nói, nhưng mà bây rồi bao nhiêu lời đó. Rồi con kính chúc bác nhiều sức khỏe nha. Đừng mà đừng có giận hờn, cứ mà giải thích hoặc này kia đi nọ cho em dịu đồ, nhưng mà có người là phải bảo vệ cái bé Thường Lam là suốt như vậy đó, là mình cũng mừng tiếc giùm. Dạ rồi vậy đó. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ dạ.